tận thế mở ra, kiều nhất cho rằng tay mình cầm tinh thần dị năng, quả thật là con của thiên tuyển. Lại có cái tay cầm kịch bản sống lại nhân sĩ nói cho nàng biết, đoàn sủng nữ chủ là em gái nàng, còn có thể tập hợp đủ căn cứ dũng sĩ hủy diệt thế giới. Tên hề dĩ nhiên là chính nàng, nhìn trúng Mỹ Nam đều là muội nàng hậu cung. Cái gì, cô ta chỉ là một tên tâm thần điên khùng. Chương một Tận thế mới bắt đầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Bá Tổng Tùy Tùng Lưu Khải Thiên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 giờ Bác Sĩ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Đồ chơi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5. Đạt đến thương trường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6. Kiều mềm mềm ra sân. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7. Bảo bối không bảo bối. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Vứt bỏ nàng có lỗi gì đâu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Thật là không có lễ phép kiều một. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Đại tiện nghi, huyết đằng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét